chào mừng anh em quay lại với kênh máy xúc cần cổ CN của mình nhá. Thôi em Volvo lại về đây mọi người này. Như đã nói thì bên mình Volvo và Doosan bán khá là ok, cho nên là anh em thấy là đa số là bên mình quay Doosan nhiều mọi người nhé. Con này mới cập cảng, mới về sáng của ngày hôm qua. Xe đẹp long lanh luôn. Anh chị em nào đang có nhu cầu dùng dòng này thì liên hệ trực tiếp với số điện thoại của mình. Đẹp, giá vừa phải vừa miếng. Hiện tại bên mình đang có khoảng chục em nữa, đủ các thành phần, đủ các loại. Đẹp, giá vừa phải mà túi tiền. Con này Volvo đời 2013 mọi người nhé. Nổ cực kỳ êm. Đến với bài máy của anh em mình thì mọi người sẽ chọn cho mình những dòng sản phẩm vừa túi tiền. Bốc đầu đây, bốc đầu. Cốc đầu đầy đít. Đây. Máy đây, anh em thấy chưa? Máy đẹp. Đấy, hợp lý. Rồi, hết một ngày làm việc anh em ạ. Mùa này dịch giá làm ăn khó khăn quá. Mô đen của nó này SC60C nhé. Đó. Xích thước quốc trước là đẹp long lanh luôn. Máy móc là ok, chuẩn chỉ của một em Volvo đời cao. À, thường thì bây giờ những anh ở tỉnh xa như là Ninh Thuận, Gia Lai, Kon Tum là ở khu vực như Bình Dương các thứ là không lên được xem xe rồi mọi người. Tại vì sao? Tại vì bây giờ dịch, muốn đi thì phải có giấy xét nghiệm âm tính, rồi cả nữa là đi đến chốt á, mà không có địa, không có lý do chính đáng là người ta cũng cho quay đầu hết. Là khi khách của mình lên đây khá là đông, nhưng về cơ bản thì họ lại
không qua được cái chốt lên khu vực Tây Nguyên được đó. Cũng có một số anh chị em đã mua máy bên mình qua hình khá là nhiều. Nên anh chị em nào đang có nhu cầu thì dùng những dòng Volvo này, nếu mà mua qua hình mình sẽ chụp hình cũng là quay chi tiết như thế này để cho anh em coi được rồi nhé. Quay chi tiết để cho anh em coi coi máy. Vừa nó chạy vào đây này, mới làm việc một tí là cái ti này nó đẩy nước lên đây cực kỳ nóng luôn. Đó. Mọi người có xem video này thì hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại mình để phần mô tả rồi nhé. Riêng về phần em này thì các bạn thấy này, nước sơn còn zin. Cần kéo này. Đó. Con này nói thật với mọi người, con này riêng mọi người mua về là chỉ có việc đi làm thôi, không phải đắn đo bất cứ một cái điều gì. Máy bơm zin nguyên luôn, nước sơn cũng zin luôn. Đó. Đây, anh em đang có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình nhé. Nam này, xích này thì cũng khá là ok á. Đấy. Thường thì bên mình hay có bán được những dòng như là Volvo rồi Cao và Rosan. Quay toa đây. Mới về là chưa có rửa gì hết, đất còn đúng đất ngoại quốc luôn mọi người này. Thường thì bên mình sẽ ngày mai ngày mốt là cho em nó đi làm khoảng đôi ngày để sao biết được cái máy nó ngon lành như nào thì bên mình mới chào bán cho các anh các chị và các bác các em đang cần đó. Rồi mình sẽ quay phần cabin nhé. Rồi máy đây. Rồi các bác thấy này, như phần cabin này khá là sạch sẽ và đẹp. Rùa thỏ đầy đủ luôn, gạt nước mưa, máy lạnh, đồng hồ vẫn chạy, còi kêu to như còi tàu hỏa luôn. Đó là cái hốc máy lạnh này. Ghế này điều chỉnh lên xuống ok nhá mọi người nhá. Ghế này nó đang để chế độ là 70 kg, nhưng phần cabin các bạn thấy là đẹp long lanh. Con 2013 này. Rồi video của mình thì cũng xin phép dừng ở đây. Mọi người xem video của kênh Nguyễn Xúc Cần Cổ CN, hãy cho mình một like, một share, chia sẻ, đăng ký kênh. Rất là vui được phục vụ tất cả quý anh chị và con cô bác ở trên kênh của mình. Mọi người nhớ đăng ký kênh để xem được nhiều những video, những sản phẩm mà bên mình đưa ra cho khách hàng thân thương mọi người nhé. Và bây giờ thì chúc quý khách hàng xem video vui vẻ, và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.